Ok rồi, ở đây các bạn lưu ý nè, mình sẽ học đây đó là QC hay chưa, hay rồi gọi là Query of Task. Thì các anh chị chú ý, mình sẽ có một, các bạn lưu ý nè, bạn có một column, một value và ít nhất một row. Các bạn lưu ý khi bạn học QC nha, thì các bạn quan tâm dùng hàng ba vấn đề. Thứ nhất là column, thứ hai là value, và những cái còn lại nó là row. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè, trường hợp tức là bài này các anh chị ít nhất là phải có hai trường, được chưa? Sau đó phần thống kê phía sau thì bao nhiêu kệ nó, được chưa? Đó, nhưng mà ít nhất phải có một cái ít nhất bạn có hai trường nè, để làm một cái column, một cái row và một trường để làm value. Đó, tới đây mình cần thêm một trường value nữa là ba. Đó, tuy nhiên phần thống kê các anh chị có thể có hơn một value, có hơn một cái phần thống kê, tức là sau phần value những cái khác thì muốn hiển thị nó là row hết. Nó bạn nhớ nha. Đó, thì ở đây các bạn lưu ý giùm anh, để biết được khi nào là row và khi nào là column, khi nào value. Thì các bạn lưu ý ở đây, các bạn thấy tổng tiền tức là phần thống kê, ở đây nó sẽ là value, nên viết tắt là về mặt hàng và khách hàng. Ở đây các bạn cái nào row cũng được và cái nào column cũng được, tức là một trong hai đều đúng nha, một trong hai đều đúng. Cái vấn đề tiếp theo, câu số 2, khai báo column heading. Đây cũng là một dạng để người ta cho bạn biết rằng đây bạn sẽ dùng đó là QC. Được chưa? Rồi ở đây các bạn lưu ý nè, tổng tiền thì đây là value, mỗi khách hàng mỗi tháng. Thì ở đây các bạn nhớ là khi đây một trong hai cái này nó sẽ là column và row, tức là một trong hai cái nào cũng được nha các bạn. Năm năm thì dáng này năm 2014 muốn hiển thị ra thì nó phải là row, anh viết tắt là R. Câu số 3, tổng tiền mua hàng thì đây là value. Hỏi cái gì phần thống kê thì bạn đưa cái đầu tiên người ta nhắc đến, đó là value. Rồi còn sau đó là row hết. Đó, tức là sau đó vẫn còn thống kê, thí dụ vẫn là tính tổng hoặc điểm hoặc là mark min gì đó, thì những cái còn lại nó là row của mỗi khách hàng mỗi quý. Thì hai thằng này một row một column, thí dụ anh đây là row thì này phải là column. Cái còn lại ở đây nó hiển thị tiếp 5, tức là nó là row. Các bạn thấy luôn luôn tuân thủ quy tắc một column, một value và ít nhất một row. Rồi câu số 4, thiết kế query cho biết tổng tiền nè, đó tức là đây là value của mỗi khách hàng, nó thì đây nó là row hoặc là column. Nó đây tổng tiền mua hàng của mỗi khách hàng trong 6 tháng đầu, tức là bạn còn một điều kiện nữa là tháng. Nó sau đó bạn lấy cái điều kiện là 6 tháng đầu. Đó, tức ở đây bạn là khách hàng và tháng, thì đây là một cái row và một cái column. Nhưng mà bạn thấy nè, ở đây người ta cho tiếp tục một câu nữa các bạn. Đồng thời cho biết tổng tiền, tức là lợi một cái tổng nữa. Nhưng mà cái tổng này nó sẽ là row. Tại vì mình đã có một value rồi. Mình đã có value rồi thì mình không thể có value nữa. Nhưng thống kê ở đây nó hiển thị được trong column heading thì nó là row của mỗi khách hàng, của mỗi khách hàng. Đó, tức là tiếp tục một cái là tổng tiền nữa, tổng số tiền nữa. Đó, tổng tiền mà mua hàng. Đây tiếp tục có tổng tiền, tức bạn có hai tổng tiền, mà một cái tổng tiền các bạn sẽ dùng làm value và một cái tổng tiền còn lại nó sẽ là row. Tại vì ở đây mình đã có khách hàng và tháng là row và column rồi. Tương tự còn lại các bạn lưu ý, tất cả các trường hợp còn lại muốn được hiển thị được nó bắt buộc phải là row hết đi. Được chưa? Nó là row hết đi. Rồi các bạn lưu ý nè, điều kiện là 6 tháng. Đó. Thì các bạn nhớ nè, đối với trường hợp này các bạn thấy là nó có 3 trường. Nó có 3 trường, tức là khách hàng. Đó, xin lỗi. Ở đây mình có là gì đây? Khách hàng nè. Đó. Khách hàng, tháng, tổng tiền và một cái tổng tiền nữa. Thì bạn lưu ý nè, ở đây khi mà nó có hai cho trường và nó lặp lại thêm một cái nữa, các bạn nhớ cho Hoàng, để biết cụ thể ở đâu là row và đâu column, thì các bạn lưu ý cho Hoàng. Nhớ cho Hoàng một điều. Cái trường nào trong hai trường row và column mình xác định ban đầu nó được lặp lại từ lần thứ hai trở đi
thì nó là row heading. Nhớ nha. Tức ở đây các bạn là mỗi khách hàng được lặp lại lần số 2 nên mỗi khách hàng là row và tháng sẽ là column. Các bạn nhớ, anh nhắc lại một lần nữa. Đối với trường hợp mà row và đối với trường hợp mà lấy ra nhiều trường nhưng mà có kèm thêm một cái tính thống kê tiếp theo mà nó không thuộc vào phần value, nó thuộc phần row, thì các bạn lưu ý có một số trường hợp người ta nhớ, các bạn chú ý một số trường hợp thì khi cái trường nào được lặp lại lần thứ hai trở lên, cái trường nào được lặp lại lần thứ hai trở lên thì trường đó là row, cái trường còn lại là column. Tương tự cho biết tổng số hóa đơn, tức là bạn đây là bạn điểm của mỗi nhân viên đã lập trong mỗi quý, tức là điều kiện các bạn ở đây nó là nhân viên và quý đó, tức là đây là hai cái trường mà anh chị dùng, nó là row và column. Tiếp tục biết đồng thời biết tổng số hóa đơn nó, tổng số hóa đơn nó tức là lại là điểm tiếp mà nhân viên đã được lập, các bạn thấy mà nhân viên đã được lập, tức là nhân viên được lập lại lần số 2 nên nhân viên sẽ là row và quý sẽ là column. Tương tự câu số 6, tổng trị giá thu được của từng quý mỗi khách hàng, tức là ở đây các bạn ba giá trị value, các bạn là trị giá, quý và khách hàng các bạn là row và column. Rồi bạn nếu người ta không nói gì hết thì mặc định một trong hai cái nào cũng được. Tuy nhiên nếu đề bài người ta có nói thêm cái nào được lặp lại lần số 2, anh nhắc lại cái trường nào được lặp lại lần số 2 trở đi, lần số 2 trở đi thì trường đó là row heading, trường còn lại là column heading. Đồng thời cho biết tổng tiền, tức là tiếp tục có một cái tính tổng nữa. Và tổng số hóa đơn, đây lại có một cái tổng nữa, tức là ở đây hai đã đặt trong năm. Ai đặt các bạn? Tức là khách hàng đặt. Câu này các bạn phải lưu ý nha. Câu này nó cho bạn phải tự suy nghĩ nha các bạn. Bạn phải tự suy nghĩ. Tức là yêu cầu gì? Đồng thời cho biết tổng số tiền thu được và tổng số hóa đơn đã đặt. Ở đây không lẽ quý nó đặt được các bạn. Được chưa? Nên ở đây các bạn, đó là khách hàng đặt mua. Chứ không thể nào là cái quý nó đặt mua được các bạn. Quý sao mà đặt mua được? Được chưa? Nó là quý 1, quý 2, quý 3, nó là một cái dữ liệu ngày tháng mà sao đặt mua được các bạn. Đó, nên các bạn nhớ. Ở đây nên ở đây các bạn phải tự suy luận. Ở đây nó là mỗi khách hàng đặt mua. Đó, tức là cái trường khách hàng được lập lại nên cái trường khách hàng nó là row. Còn quý là column. Các bạn kịp không các bạn ơi? Có ai không được không? Có ai không được? Có ai không hiểu không? Rồi, nếu các bạn được thì bây giờ mình chuyển qua bài tập trực tiếp nha các bạn. Các anh chị mở một cái dữ liệu nào đó để các anh chị làm nha. Các anh chị vô riêng, các anh chị chọn Query Design. Nhớ mọi thứ đều bắt đầu bằng select, trừ câu update, trừ câu update. Được chưa? Tất cả những câu khác luôn luôn bắt đầu dùm anh bằng select. Ví dụ QC1, tổng tiền mua hàng của mỗi khách hàng, tức là mặt hàng các anh chị đặt trước, khách hàng, mặt hàng tức là tên sản phẩm, tên sản phẩm, khách hàng tức là tên khách hàng, mình căn hai bảng đó là sản phẩm và khách hàng, sau đó tổng tiền, người ta yêu cầu là tổng tiền. Mà tổng tiền các anh chị thì bằng trường số lượng đem nhân cho trường đơn giá. Sau đó anh chị run chạy thử. Quay lại vấn đề. Đây. Ok, bữa nay đi học đủ ha, 13 bạn, 12 bạn nha. Một bạn học Access. Lưu ý bạn nào học Access thì bạn lưu ý giùm anh. Bạn nào học Access, nếu bạn có online đây thì bạn có học trong nhóm này luôn thì bạn lưu ý giùm anh. Hôm sau là buổi anh sẽ ôn tập và hướng dẫn phần Access. Ủa xin lỗi, phần Excel các anh chị, một phần anh nợ các bạn vào hôm sau. Một bạn nhân ra rồi. Đó, được chưa? Đó, các bạn lưu ý. Được chưa? Hôm nay anh sẽ cố gắng hướng dẫn xong phần Excel cho các bạn. Hoặc là hôm sau anh hướng dẫn thêm một chút xíu và anh chuyển các bạn qua phần Excel. Cái phần còn lại là thống kê và rút chích. Cộng với anh ôn tập sơ bộ cho các bạn và cho các bạn thi thử trắc nghiệm. Được chưa? Rồi. Rồi các anh chị quay lại vấn đề, các anh chị chạy thử ra ngoài xong nè. Rồi, quay lại. Đây. Ở đây các bạn thấy nè. Xong rồi. Thì bây giờ các bạn thấy nè, mình không có xài bảng hóa đơn. Mình không có xài bảng nhân viên. Đó, nhưng bạn thấy khi bạn bỏ đi hai cái bảng này,
thì bạn vi phạm một cái nguyên tắc là các bạn được liên kết với nhau và bắt buộc bạn phải show table để bạn lấy ra cái bảng hóa đơn để cho bốn bạn này được liên kết với nhau nha nha. Rồi bài này các bạn tới đây được không các bạn ơi? Có ai không được không? Rồi anh đi tiếp. Rồi anh đi tiếp các bạn. Rồi ở đây xong rồi các bạn, xong rồi nè. Đó. Thế bây giờ mình chuyển qua chế độ rock tab, các anh chị vô đây. Các bạn chuyển qua chữ rock tab giùm anh nào. Các bạn chuyển qua chữ rock tab. Các bạn chuyển qua chữ rock tab nè. Rồi các bạn thể thấy nè, nó có một cái chữ group by. Thấy hết chưa các bạn ơi? Ai nhắc lại, bạn nào dùng điện thoại bạn zoom lên giùm anh một chút xíu để bạn dễ nhìn cái chữ group. Ở xin lỗi. Anh xin lỗi các bạn, nhìn thấy cái chữ rock tab giùm anh, rock tab, rock tab. Đó, nếu bạn nào dùng điện thoại các bạn vui lòng zoom lên để các bạn dễ nhìn. Rồi trong rock tab này bạn sổ xuống giùm anh, ở đây bạn có bốn cái dòng. Một đó là round heading, thứ hai là column heading, thứ ba là value và thứ tư là no show. Rồi ở đây các bạn thấy nè, anh đã nói rằng tên sản phẩm và tên khách hàng ở đây. Bạn muốn cái nào round cũng được, cái nào column cũng được. Tại vì tổng tiền chắc chắn nó là value. Và lưu ý khi bạn chọn value thì bạn phải ứng với cái thuật toán, phép toán người ta yêu cầu. Ví dụ đây là sum. Xong bài rock tab. Nói bạn thấy nè, ở đây các bạn thấy nè, nó tổng tiền, tổng tiền các bạn nè là value. Và value thì bạn lưu ý coi người ta yêu cầu tổng điểm admin. Nó tổng điểm admin. Đó, được chưa? Nó giống như cái phần total các bạn, nó giống như phần total. Nó tên khách hàng và tên sản phẩm, các bạn lưu ý một trong hai thằng này. Nếu cái tên sản phẩm là round heading thì tên khách hàng phải là column và ngược lại. Các bạn run chạy thử nè các bạn thấy nè. Đó. Và lưu ý giùm anh, nếu trường hợp người ta cho bạn là hình ảnh, là hình ảnh thì bạn chú ý giùm anh bên tay trái các bạn nè, bên tay trái các bạn nè. Đó thì cái này nó gọi là round heading. Và phía trên này nè các bạn, nó là column heading. Các anh chị nhìn dữ liệu và anh chị phải biết nó là thuộc trường nào, nó là thuộc trường nào. Và nhớ giùm anh một điều, thông thường anh nói thông thường nha, là cái vùng nào á mà nó có những cái ô trống á thì đó gọi là vùng value. Nhớ nha. Cái vùng nào á mà cái nó có những cái ô trống thì đó gọi là value. Nên các bạn lưu ý giùm anh vấn đề ở chỗ này. Được chưa? Anh nhắc lời các bạn, nếu trường hợp người ta cho hình ảnh nha, nếu trường hợp người ta cho hình ảnh nha, chứ không có nói các anh chị là dùng cái gì hết, thì các anh chị lưu ý nếu người ta cho hình ảnh thì các bạn chú ý thì trong phần thống kê thì query thống kê các anh chị thì ở đây các anh chị có, nếu là query nha, nói là nếu query thì bạn sẽ có hai dạng, dạng đó là total và rock tab thì nó có phần thống kê, còn những câu khác không có phần thống kê này nha các bạn. Nó và bạn lưu ý nè, đối với rock tab thì các bạn thấy nè, nó có gì, bên trái của rock tab nó là row và bên trên nó là column, và cái vùng nào mà chứa những ô trống thì đó gọi là value. Rồi các anh chị kịp không các anh chị ơi, có ai không hiểu câu này không anh chị ơi? Có ai không hiểu câu này không? Có ai không hiểu không? Rồi không ai hỏi gì, anh vui. Các bạn lưu ý, các bạn lưu lại nha. Và khi các anh chị lưu lại thì các anh chị sẽ thấy QC mình là những cái biểu tượng này nè các bạn. Nó giống như cái biểu tượng các anh chị, những cái icon các anh chị khi làm query đó anh chị. Đây, anh làm lại, anh chuẩn bị làm câu 2 nha. Anh lấy dữ liệu. Đây, đó các bạn thấy là những cái biểu tượng select nè, Mathable nè, Append nè, nó update nè, rock tab, delete và total. Nó thì các bạn thấy, đối với total các bạn thấy nè, QT. Đây, QT nó gần giống như QC nha các bạn, QT nó gần giống như QC nha, cái biểu xin lỗi, QT nó gần giống như select nha các bạn, cái biểu tượng icon nó hiển thị các bạn, nó QC nó gần giống như select nha. Đó nên các bạn coi chừng các bạn dễ bị sai. Đó, còn đây là biểu tượng rock tab nè. Đây là những câu các bạn chút xíu mình sẽ làm nè. Đây. Thì bài anh gửi cho các bạn, có một bài anh gửi đáp án cho các bạn coi đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm cách làm. Rồi, bây giờ đây anh sẽ làm chuyển sang câu số 2. Câu số 2 các bạn tự đọc đề trong sách giùm anh.
Câu số 2, các bạn thiết kế quá rây cho biết tổng tiền mua hàng của mỗi khách hàng trong mỗi tháng. Đó, tức là mình cần gì đây? Của mỗi khách hàng, tức là tên khách hàng. Thứ hai là trường tháng. Của mỗi tháng thì mình tháng nè. Tháng này có được bằng cách anh lấy chữ tháng nè các bạn. Anh ghép nối với hàm mân các bạn. Hàm mân các anh chị nhớ của ngày lập hóa đơn. Đó, để mình biết coi cái người đó mua hàng vào tháng mấy. Rồi sau đó bạn run chạy thử nè. Đó, các bạn lưu ý nè. Anh luôn luôn chạy thử nha. Anh luôn luôn chạy thử. Còn thế nào? Anh luôn luôn chạy thử. Để anh đổi qua phông chữ cho bạn dễ nhìn nha. Ok, đây. Còn đây nè. Cái trường tháng của anh có được bằng cái chữ tháng nè, 2 chấm. Ủa xin lỗi, bằng trường tháng nè, 2 chấm. Cái chữ tháng nè, các bạn thấy anh cách ra một dấu cách nha các bạn. Sau đó anh đặt nó trong ngoặc kép. Rồi giờ nó mới có hiểu nghĩa nha. Và anh ghép nối với hàm mân. Và hàm mân các bạn thấy anh đặt cái chữ ngày lập hóa đơn trong ngoặc vuông. Đó, được không ạ? À? Rồi, sau đó anh chạy thử tiếp. Chạy thử xong. Bài đấy yêu cầu 5 nữa nên anh ghép nối thêm 5. Đó, trường là viết không dấu nha. Đó, 5. Bằng cái chữ 5 nè. Cách ra, ghép nối, hàm dìa. Đó, mở hoặc tròn, mở hoặc vuông, ngày lập hóa đơn. Đóng vuông, đóng tròn. Đó. Ok. Run dài. Đó, tức là bạn thấy là khi anh khai báo một trường mới hoặc anh đánh một điều kiện, anh luôn luôn anh chạy thử. Anh luôn luôn chạy thử để kiểm tra coi nó có vấn đề phát sinh không. Nếu có, anh sửa ngay chỗ anh đang làm. Rồi, được hết chưa các bạn ơi? Rồi, anh đi tiếp câu ý tiếp theo. Rồi, tiếp theo các bạn thấy là khai tổng số tiền. Đó, thì tổng tiền các bạn thì vẫn bằng trường số lượng đem nhân cho trường đơn giá. Bạn nhớ chạy thử. Quay lại. Đó, đây. Mà nè, tổng tiền bằng trường số lượng đem nhân cho trường đơn giá. Sau đó anh chạy thử. Anh chạy thử ra đáp án rồi anh quay lại. Rồi, đáp này các bạn đã xong rồi. Bài này mình coi coi mình có điều kiện không. Đó, bài này không có điều kiện lọc gì hết. Nó hoặc là lọc ở đây là năm 2004. 2004 thì bạn ghi đây là chữ 5 2014. Enter. Đó, tại vì các bạn thấy nè, ngay chỗ reader nè. Bài này người ta yêu cầu năm 2014, nhưng mà do dữ liệu mình có 2014 không à, nên bài này các bạn không cần ghi điều kiện cũng không sao. Tuy nhiên, tốt nhất là các bạn nên ghi điều kiện giùm anh. Các bạn thấy nè, anh ghi đây là chữ 5, anh ghép nối. Ôi xin lỗi, năm 2014. Tại vì á, ở phía trên đây anh là năm 2014. Năm ghép với year. Các bạn thấy nè, nó sẽ ra đáp án các bạn nè. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhớ nè, bạn bỏ đi cái những bạn dư nha. Bỏ bây giờ bạn dư nè, ví dụ như bài này bỏ nhân viên nè, bạn dư nè, bạn bỏ nhân viên đi. Đó. Rồi, bài này các bạn thấy nè, dư cái bảng nhân viên nè, bạn bỏ cái bảng nhân viên đi giùm anh nè. Đó, rồi bạn thấy run nè, cái dữ liệu mình nè. Đó. Rồi quay lại nè. Coi mình có bỏ bảng nào không? Khách hàng thì không bỏ được nè. Hóa đơn thì bạn không bỏ được nè. Đó, chi tiết thì cũng không bỏ được, tại mình sử dụng số lượng nha. Để sản phẩm thì cũng không được luôn. Đó, cái tay mình có tổng tiền nên bắt buộc phải dùng cái này hết rồi. Rồi bây giờ nè, khi không có điều kiện gì hết, qua điều kiện mình xong rồi, cái này bạn chuyển qua rock tab giùm Hoàng. Thế ở đây các bạn nè, cái tổng tiền các bạn là chắc chắn là value. Nó là sum. Rồi, tên khách hàng và tháng thì các bạn cái này cái nào row thì cái kia là column. Còn cái năm này muốn hiển thị ra nó là row. Rồi các bạn có thể quan sát, các bạn thấy nè. Ở đây các bạn thấy tên khách hàng và tháng, đây là một hai trường, và hai trường này một là row và một là column. Đó. Và cái trường năm này muốn hiển thị thì bắt buộc nó phải là row. Cái tổng tiền thì nó là value. Các anh chị run chạy thì bạn thấy nè, đây tháng 1, tháng 10, tháng 12, tháng 11, tháng 12, tháng gì này, bạn thấy nó có dữ liệu cho bạn hết. Đó, công ty chất đốt Minh Thanh tháng 1 bán nhiêu tiền, tháng 10 bán nhiêu tiền, tại vì nó theo thứ tự ABC nên đây tháng 10 nó sẽ nhảy trước nha bạn, chứ không có vấn đề gì hết. Các bạn kịp chưa các bạn ơi? Có ai không hiểu không ạ? Rồi, đi tiếp. Câu số 3. Câu số 3 bạn đi à? Bạn chỉ thay cái tháng bằng quý là hết. Đó,
Nên ngay chỗ tháng này anh sẽ sửa thành quý để cho nó nhanh nha các bạn. Quý. Quý anh có được bằng cái chữ quý. Và anh ghép nối với hàm đây bát. Các bạn tự làm lại câu này nha. Đó. Nhưng mà bài này anh sẽ làm nhanh bằng cách anh ghép nối nó thành chữ quý. Đây. Nó báo sai nè. Đó. Thì anh coi anh sai chỗ nào. Đó. Đây các bạn thấy hàm đây bát các bạn hai đối số nha. Quý nè. Chấm phẩy nè. Đó. Ok. Rồi. Đó. Đây. Quý 1, quý 2, quý 3, 4. Bạn thấy không ạ? Đó. Đây. Nó báo các bạn nha. Đây quý 1, quý 2. Tức là bài này cái dữ liệu nó tương tự nên anh làm... anh sẽ không có ngồi viết lời nha, nhưng mà anh thay tháng bằng quý thôi cho các bạn. Rồi các bạn sửa vô giùm anh nha, các bạn sửa vô. Rồi ở đây nè em lưu ý nè, Chí Thành, ok ở đây nè các bạn, hai cái này á thật ra là bạn dùng cái nào là phi lưu cũng được hết các bạn, nhưng mà ở đây á anh dùng cái chữ là TSHD, tức là tổng số hóa đơn này, ở đây cũng tổng số hóa đơn, tức là một cái là viết tắt và một cái là viết đầy đủ. Các bạn lưu ý nè, ở trong đây các bạn viết hai cái đầy đủ là không được nha, và hai cái viết tắt không được nha, tại vì nó trùng tên trường, nó không hiểu được vấn đề nha các bạn. Ở đây các bạn không được trùng tên nha, không được trùng tên trường nha. Ở hai bảng thì được nha, ở hai bảng thì bình thường. Nhưng mà ở đây cùng một query thì bạn không được trùng tên. Các bạn không được trùng tên, các bạn thấy không ạ, không được trùng tên. Đó, nên đó lý do tại sao anh ghi một cái là TSHD và một cái là tổng số hóa đơn. Và lưu ý nè, ở đây nếu anh dùng một TSHD này làm row vẫn đúng. Vần này dùng column, xin lỗi, dùng value cũng không ai nói bạn sai. Nhưng mà ở đây anh dùng cái chữ là T, cái trường là TSHD làm value. Tại vì nãy giờ anh nói đi nói lại cũng mấy lần rồi. Tại vì cái value các anh chị sẽ không hiển thị tên trường mà chỉ hiển thị cái đáp án cho bạn thôi. Được chưa? Đó lý do tại sao anh dùng cái TSHD. Và như bạn nói thì bạn cứ dùng một trong hai, hai cái này cái nào làm value cũng được, thì cái kia còn lại là row demand. Tuy nhiên anh khuyên các bạn nên dùng cái chữ viết tắt hay gì đó, tại vì cái này nó không được hiển thị khi bạn dùng value. Được chưa bạn ơi? Thành ơi, được chưa? Được chưa Thành ơi? Rồi, những bạn khác có hỏi gì không ạ? Rồi, đây anh chạy kết quả bạn thấy nè. Đây. Đó, đáp án. Nếu người ta cho hình ảnh nè, thì các bạn thấy nè, cái nào mà có chữ ô trống á, thì nó là value. Đây. Phía trên nó là column, bên trái nó là row. Tức là row của bạn có tên nè, có năm nè, có tổng số hóa đơn. Nhưng mà cái đầu tiên nó sẽ là row chính nha. Còn những cái lại là anh này gọi là row phụ. Tức là nó sẽ hiển thị sao. Rồi, có ai thắc mắc câu này nữa không? Rồi, anh đi câu tiếp theo. Câu tiếp theo, bài này anh sử câu quy sơ xảo, anh giữ dữ liệu tương tự, thì nó sử dụng dữ liệu tương tự. Nó chỉ thêm một cái là tổng tiền thôi. Nó thêm một cái là tổng tiền. Nên anh giữ dữ liệu yêu cầu và anh thêm một cái là tổng tiền. Và tổng tiền của anh bằng số lượng nhân đơn giá. Đó, anh tắt chế độ group by đây, anh chuyển qua chế độ select nè, anh tắt cái total nè. Các bạn lưu ý nè. Ở đây các bạn thấy nè, anh chuyển qua chế độ select nè và anh tắt luôn total, tức là dáng này nó thành một câu select bình thường. Đó, nó gồm gì? Có tên nè. Đó, bài này cái gì? Câu quy sơ sáo nè. Của mỗi khách hàng, tức là tên này, tên nhân viên anh sẽ đổi thành tên khách hàng. Đó, nó sẽ nằm ở cái bảng gì đây? Đổi qua cái bảng khách hàng và đổi thành trường nó là tên khách hàng. Ok. Đây gồm có tên khách hàng, quý. Đây, tên khách hàng, câu quy sơ sáo. Tổng trị giá, tức là bàn này các bạn nó là hai tổng trị giá và tổng tiền. Đó, tổng trị giá ở đây các bạn lưu ý nè. Đây, anh bỏ mấy cái này ha. Ok. Gồm có tên khách hàng quý năm. Tên khách hàng quý và năm, đủ ha. Tổng trị giá, cái trường tiếp theo của mình là tổng trị giá. Và tổng trị giá thì nó bằng trường số lượng đem nhân cho trường đơn giá. Sau đó anh run chạy thử. Anh quay lại.
Mình đã xong những ý chính, bây giờ ý tiếp theo người ta yêu cầu là tổng tiền và tổng số hóa đơn. Tức là trường tiếp theo anh là tổng tiền 2 chấm bằng số lượng nhân đơn giá. Tiếp theo chạy thử. Các bạn thấy tổng trị giá và tổng tiền cái này, các bạn thấy tổng trị giá và tổng tiền cái này, các bạn thấy nó đều như nhau. Tại vì nó vẫn là gì? Vẫn là số lượng đem nhân cho đơn giá, nó vẫn là số lượng nhân đơn giá. Nên đó là lý do tại sao. Được chưa? Tại sao các bạn thấy nè, đó lý do tại sao mà các bạn thấy nó gì đây? Nó giống kết quả. Chút xíu các bạn chuyển qua total các bạn sẽ hết. Được chưa? Đó. Rồi. Xong chưa các bạn? Đây. Tổng tiền xong, bây giờ mình tiếp tục nè, mình tổng tiền tiếp tục rồi. Sau đó cái gì? Tổng số hóa đơn. Đó, tổng. Ở đây anh có thể viết là tổng số hóa đơn hoặc là anh ghi là tổng số hóa đơn, anh viết tắt cũng được, nó bằng mã hóa đơn. Các bạn lưu ý các bạn lựa trường ra cho đúng nha. Đó, đây. Đây là chế độ select. Các bạn nhớ nè, anh đang làm ở chế độ select. Bao gồm tên khách hàng, quý năm, tổng trị giá, tổng tiền và tổng số hóa đơn. Đó, đây, các bạn thấy nè. QC6 tổng trị giá nè, quý nè, năm, khách hàng, tổng tiền và tổng số hóa đơn. Các bạn đủ. Rồi, có ai không hiểu cái này không à? Có ai không hiểu tới đây không à? Có ai không hiểu không? Vậy anh đi tiếp nha. Anh đi tiếp. Đây. Sau đó các bạn chuyển qua total. Bài này quên. Bài có điều kiện không ạ? Không có nha, không có. Giờ, ví dụ như bài này 6 tháng đầu năm thì bạn ghi cái điều kiện là 6 tháng đầu năm. Ví dụ như bài này là điều kiện có kèm theo là cái gì tổng tiền, tổng trị giá này lớn hơn bao nhiêu tiền hoặc bằng bao nhiêu tiền đó thì các anh chị ghi điều kiện vô. Còn ở đây là quý, thí dụ anh yêu cầu đây là điều kiện ở đây là anh quý là 2, quý 2. Đó, thì anh ghi quý 2 vô, anh enter. Đó, điều kiện rồi. Các bạn nhớ thì người ta có yêu cầu điều kiện thì bạn vui lòng thực hiện điều kiện sau rồi bạn mới làm tiếp. Bên này không có, anh chỉ làm nháp cho bạn coi thôi nha. Lưu ý anh chỉ làm nháp cho bạn coi thôi. Có ai không được không? Có ai không được không? Rồi, anh chuyển đi. Total, ủa xin lỗi, rock tab. Rồi, bắt đầu các bạn xác định nè. Tên khách hàng là Rao. Đó, tại vì tổng số đơn mà đã đặt. Đó, anh này nó nói ai đặt là tên khách hàng. Rồi, quý nó là column. Rào, tổng trị giá các bạn thấy nè, tổng trị giá thu được đó là Philip. Đó. Tổng tiền, rào, tổng hóa đơn, rào, tổng số hóa đơn các anh chị là khao điểm, tổng tiền các anh chị là sum, tổng trị giá các anh chị là sum, các anh chị kết thúc, các anh chị làm tới đây giùm mình. Rồi, các bạn thấy nè, sau đó anh run giải nè. Đó, các bạn thấy nè, công ty, tên khách hàng. Đó, tổng số hóa đơn là và tổng tiền của từng, các bạn thấy nó hiển thị ở từng quý. Và đồng thời cho biết gì, tổng tiền trong thu được trong năm 2014. Tức là nó cộng 4 quý lại các bạn. Nó cộng 4 quý lại nè các bạn. Đó, nó cộng 4 quý lại ra được con số, các bạn thấy. Ở đây là 2.344.000 cộng dưới 7 triệu mấy, nó sẽ ra 10 triệu mấy nè. Đó, nó rõ ràng. Nó cộng hai con số lại cho các bạn thấy. Đó, nó các bạn đừng nghĩ nó là rốt táp là cái gì đó, nó cao xa lắm. Bạn làm được select tốt thì những cái phần sau nó đơn giản đi cho các bạn. Nếu bạn làm select không được thì vô đây các bạn rất là rối. Rồi, tiếp tục các bạn. Câu số 5. Ủa xin lỗi, câu số 7. Đó, mình còn hai câu nữa rồi. Là mình xong ha. Xong phần rốt táp. Câu 7. Thiết kế query thống kê mỗi mặt hàng đã bán trong mỗi tháng gồm có đây. Đó, các bạn thấy, các bạn tự lưu lại nha, các bạn tự lưu nha. Rồi, lưu ý nè, khi ở đây anh làm như các bạn là chắc này là anh không còn hướng dẫn các bạn lấy lựa bảng nữa nha, anh không hướng dẫn các bạn lấy lựa bảng nữa, tại mình làm rất là nhiều cái phần đó rồi, anh không hướng dẫn lời nữa. Thì các bạn chắc này các bạn chỉ cần
Các bạn nhớ là khi vô thi các bạn lựa bảng đồ kia cẩn thận ngoài, lấy hết bạn lựa hết là cẩn thận ngoài. Rồi bây giờ câu số 7, các anh chị thiết kế query mỗi mặt hàng đã bán trong mỗi tháng, tức là cái này anh chị là tên sản phẩm tháng đó, tại vì mỗi mặt hàng tức là tên sản phẩm tháng nó ghép nối với mình ngày lập hóa đơn, chạy thử sai sửa, không sai quay lại. 5. 5 có được bằng cách lấy chữ 5 ghép nối hàm gì? Nghe là hóa đơn. Enter. Không sai, làm tiếp. Lưới nè, những cái này mình đã làm nhiều rồi nên anh viết tương đối nhanh. Tuy nhiên bạn nào theo không kịp thì nói liền giùm anh nha. Nói liền giùm anh nha. Anh nhắc lại, cái này là mình đã viết rất là nhiều rồi nên anh sẽ làm tương đối nhanh hơn. Nhưng mà bạn nào không kịp thì nói giùm anh. Thứ hai là bạn nào có sử dụng kết hợp với điện thoại, các bạn quan sát thì bạn nhớ bạn zoom cái điện thoại lên cho dễ nhìn giùm anh. Các bạn zoom cái điện thoại các bạn lên cho dễ nhìn giùm anh nha. Đó. Rồi anh tiếp tục. Sau đó người ta yêu cầu bạn 5 xong. 5 xong rồi. Quay lại thống kê mặt hàng. Thống kê mặt hàng. Đó. Đây các bạn thấy là số hóa đơn nè, số hóa đơn đã lập ở mỗi mặt hàng theo mỗi tháng đó, tức là cái các anh chị đây là số hóa đơn, được không ạ? Đó, tức là tổng hóa đơn đó anh chị, nó là mã hóa đơn đó, tức là anh chị cộng số hóa đơn đó, tức là gì, số hóa đơn đây không có nghĩa là cái mã hóa đơn anh chị đó, mà là cộng các mã hóa đơn, là thí dụ cái mã hóa đơn là 20, anh giả sử nha, mã hóa đơn nó là 2001 20, xin lỗi 2004 001 đó, thì nó cộng những cái mã hóa đơn đó, nó đếm lại coi, nó đếm coi có bao nhiêu cái mã hóa đơn đó xuất hiện đó, người ta gọi đó là số hóa đơn đó, được chưa? Chứ không phải là cái con số 2004 hay 0001 nha các bạn. Các bạn cẩn thận dùm hoài coi chừng các bạn đâu các bạn lộn đời nha, tại vì đây là câu thống kê nha, đây là câu thống kê nó số hóa đơn. Tiếp tục, tiếp theo là tổng tiền thu được. Đó, tiếp theo là tổng tiền. Tổng tiền thì các anh chị bằng trường số lượng đem nhân cho trường đơn giá. Đây là trường mới, run chạy thử đáp án. Nếu có sai vui lòng quay lại. Đó, các bạn thấy đây số hóa đơn nè. Nó ở đây nó ghi là mã hóa đơn thôi, chút nó sẽ thực hiện lệnh đếm. Nó đếm ra con số 1234, tức là nó đếm coi có bao nhiêu 2004 001 nè. Nó đếm hết toàn bộ trong này, đếm coi ra kết quả là nhiều. Đó, quay lại. Rồi, tổng tiền xong. Các bạn lưu ý là anh không có mở file PDF lên nha, anh chỉ mở file Access thôi. Các bạn tự mở sách tài liệu anh đã đưa các bạn hoặc là file PDF gì đó các bạn coi giùm anh nha. Tiếp theo là tổng số hóa đơn đã được lập cho mỗi sản phẩm. Đó, tiếp theo là lại có tổng số hóa đơn nữa. Đó, ở đây là tổng số hóa đơn. Lại bằng mã hóa đơn. Lại bằng mã hóa đơn. Đó. Đó, bằng run chạy thử. Và đấy nè, cái này bạn thấy gì? Số hóa đơn và tổng số hóa đơn nó giống nhau đó, nhưng mà hồi nó sẽ chuyển thành rót tab thì nó sẽ khác nhau các bạn. Quay lại các bạn coi coi bài này có điều kiện không, nếu có thì mình làm đánh vô, không có thì thôi. Rồi bài này không có do hoặc là cùng lắm là năm 2014 đó, thì bạn ghi năm 2014 vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích nè. Rồi bây giờ các bạn phân tích giùm anh rồi, với cái dữ liệu người ta cho tới đây thì đâu là value, đâu là row và đâu là column. Rồi. Anh mời bạn bạn Sang đi. Sang ơi. Sao nhỏ vậy ta? Rồi. Rồi Sang ơi, vậy theo em á, ở đây đâu là row và đâu là column, đâu và là value nè? Row là trường nào, là trường tên sản phẩm, trường tháng, trường năm, số hóa đơn, tổng tiền hay là số hóa đơn, tổng số hóa đơn?
Trời ơi, nãy giờ chỉ đã rồi mà kỳ vậy. Cảm ơn bạn đi. Bạn Trang đi, Trang ơi. Theo em trong các trường này 2, 4, 6 trường thì đâu là Brown và đâu là Column và đâu là Value xác định giùm anh ba trường chính này đã. Tổng tiền là rau anh. Tổng tiền là rau hả em? Rồi ok. Rồi gì nữa? Số hóa đơn là column. Tổng số hóa đơn hay là số hóa đơn? Số hóa đơn anh. Rồi. Nãy giờ anh chỉ các bạn mà các bạn cứ sai miết luôn các bạn ơi. Rồi anh cảm ơn em nha. Sai rồi. Thảo đây. Phương Thảo. Theo em thì cái tên sản phẩm cái tên sản phẩm là rau, còn tháng là rau luôn, còn năm là lương, số hóa đơn là value, còn tổng tiền và tổng số hóa đơn là rau. Rồi, em cảm ơn. Anh mở file PDF cho các bạn. Chết rồi, tầm bậy hết rồi mấy bạn ơi. Đây, quy số 7. Thống kê, tức là mình sẽ thống kê cái gì đó nè. Được chưa? Để đây đây. Mỗi mặt hàng đã bán và mỗi tháng, tức là đây là hai cái trường các anh chị, trường chính các anh chị là row và column. Tức là một trong hai đằng này sẽ là row chính và column. Cái năm này chắc chắn nó là row. Là thứ nhất. Gồm nè, bắt đầu đọc đề tiếp nè. Số hóa đơn lập, tức là bạn đang thống kê là gì? Là điểm số hóa đơn. Đó, tức là đây là value nè. Đây là value nè. Số hóa đơn đây là value nè các bạn. Mỗi mặt hàng. Đây. Theo tháng. Tức là câu này nó sẽ giải thích cho bạn thống kê ở trên nè là thống kê cái gì. Nó tức là đây là lặp lại câu phía trên nè. Đó, tức là cái mặt hàng và tháng các anh chị là row và column. Tầm bậy gì không à. Rồi, tiếp tục. Nó tới đây hiểu chưa nè? Tới đây hiểu chưa mấy bạn ơi? Anh nhắc lại một lần nữa, khi người ta nói thống kê thì quan tâm đầu tiên các anh chị coi người ta yêu cầu thống kê cái gì. Bài này nó chưa nói thống kê gì hết thì tiếp tục các bạn đọc thấy à. Thống kê cái gì đó của mỗi mặt hàng và mỗi tháng, tức là đây là hai trường các anh chị quan tâm đầu tiên là một row và một column. Nhưng mà cái gì là row, cái nào column các anh chị đọc lời tiếp. Dùng hoàng. Nó cái năm 2014, tức là đây là một cái trường nữa và cái trường này bạn đã xác định đủ 3 trường rồi thì trường này bắt buộc nó phải là row. Chứ làm sao mà column được. Là cái thứ nhất. Tiếp tục. Bài này câu này các bạn thấy nó giải thích cho bạn ở câu trên nè, thống kê số hóa đơn nè, thống kê số hóa đơn đang lập nè. Tức là đây là anh chị đếm cái mã hóa đơn nè, thì cái đây là phần thống kê. Ở đây người ta yêu cầu nên đó là value. Đó là số hóa đơn. Nó và row và column. Đây, tức là mỗi mặt hàng và mỗi tháng, tức là đây một row và một column. Nhưng mà cái nào thì các bạn đọc đời tiếp nếu người ta còn cho. Nếu không thì cái nào là row, cái nào column cũng được hết, tức là một trong hai trường này. Được chưa? Một cái là row, một cái là column là hết, kết thúc nếu trường hợp người ta không cho gì thêm. Nhưng bài này người ta cho tiếp tục các bạn là tổng tiền thu được của mỗi sản phẩm. Anh có nói các bạn tiếp tục là anh chị tiếp tục thống kê thêm một cái là tổng tiền. Nó là tổng tiền cái gì, là số lượng nhân đơn giá, anh có nói các bạn. Đây. Rồi tổng số hóa đơn lại có một cái tổng số hóa đơn nữa. Nhưng mà anh có nói các bạn muốn biết cái nào đối với trường hợp mà có nhiều cái thống kê thì các bạn lưu ý nè. Cái nào cái trường nào á trong hai cái trường chính các bạn đó, trong hai cái trường chính nha. Các bạn quan tâm vào hàng hai cái trường chính các bạn, anh đã gọi đây là hai trường chính. Nó là mặt hàng và tháng. Thì cái trường nào được lặp lại lần thứ hai trở đi thì trường đó là brown. Đây, anh minh chứng lại câu số 3, 6 các bạn thấy nè. Cái gì? Đồng thời cho biết tổng tiền thu và tổng số đơn đã đặt, ai đặt? Là khách hàng. Nên đó lý do tại sao câu số 6 anh dùng khách hàng là brown. Đây. Câu số 5. Tổng
số hóa đơn nè, đây là value. Nhân viên và quý, đây là row và column, đây là hai trường chính các anh chị, đây là hai trường chính các anh chị. Được chưa? Đồng thời tổng số hóa đơn tức là thêm một cái row nữa. Cái row này là cái gì? Để đi. Đó, còn tổng số hóa đơn đầu nó là value. Đó. Phần thống kê mà giao giữa hai cái trường chính các anh chị, anh chị đối với bài này các anh chị muốn làm được thì đâu? Các anh chị phải xác định đâu là trường chính các anh chị. Thì giao hai trường chính các anh chị sẽ được value. Đó, rồi tiếp tục những cái con lời nó sẽ là row hết. Hai trường chính, một trường là row và một trường, xin lỗi các bạn. Ở đây các bạn tìm được giao hai trường chính rồi thì cái giao giữa hai trường chính các anh chị đó là value, còn lại hai trường chính các anh chị lưu ý hai trường chính là một row và column. Rồi tất cả các trường còn lại thì nó sẽ là row hết. Đó, tức là ngoài ba trường, một là value, hai trường chính thì tất cả các trường khác đều là row hết nha các bạn. Rồi các bạn thấy nè. Anh có nói các bạn, đối với phần thống kê nếu có từ thống kê tiếp theo ngoài cái ba trường người ta cho, nếu tiếp tục người ta cho một cái thống kê tiếp theo mà người ta nói theo cái gì đó nữa. Được chưa các bạn thấy nè, đã nhân viên đã đặt lập thì cái nào được lập lại lần thứ hai, cái trường chính nào được lập lại lần thứ hai trở đi, cái trường chính nào được lập lại lần thứ hai trở đi thì đó là row và cái trường còn lại đó là column. Được chưa? Các bạn đừng có bị sai nữa nha các bạn. Đó, anh quay lại vấn đề các bạn. Đây, nên anh row tab nè. Tên sản phẩm anh là row. Tại vì nó được lập lại 3 lần. Tháng là column, năm là row, số hóa đơn là value và đây là count, tổng tiền row sum, tổng số hóa đơn row count. Các bạn kết thúc rồi, quay lại. Rồi tiếp tục các bạn, một bạn ra nữa hả? Rồi tiếp tục nè, xong chưa? Hiểu tại sao đâu là row và đâu là column chưa các bạn ơi? Anh chạy thử các bạn thấy nè, đây tên sản phẩm, năm tổng tiền, tổng hóa đơn, tháng một bán được bao nhiêu hóa đơn, đây điểm cho các bạn nè, và nó cộng lại hết nè, 12 tháng. Đó, tại vì bài này người ta không có cho các bạn là giới hạn lời. Rồi. Được hết chưa? Rồi, anh qua câu cuối cùng, QC cuối cùng. Các bạn thấy mọi thứ anh đều bắt đầu bằng select nha, mọi thứ anh đều bắt đầu bằng select. Câu QC8. Thấy cái query để lên danh sách tổng kết về từng nhân viên, tức là tên nhân viên. Cho biết các hóa đơn mà nhân viên đó được lập trong từng quý. Đó các bạn thấy nè. Cho biết các hóa đơn mà nhân viên lập trong từng quý. Đó. Đó, tức là gì? Tức là cho biết nhân viên đó đã lập được trong quý 1 được bao nhiêu hóa đơn, trong quý 2 được bao nhiêu hóa đơn. Đó. Được chưa? Thì thay vì hồi nãy các bạn nói là tháng thì bây giờ là quý, tên nhân viên, quý. Quý có được bằng cách anh chị lấy chữ quý ghép nối với hàm daybat, daybat. What's up? Nghe là hóa đơn. Rồi. Đó, tức là khi anh chạy thử, khi anh khai báo một trường mới, anh luôn luôn chạy thử, anh luôn luôn chạy thử nha các bạn. Để kiểm tra coi nó có bị sai không. Nếu sai làm lại ngay chỗ đó, hoặc cùng lắm xóa luôn ý đó, xóa luôn cái trường bạn đang viết á, cái điều kiện bạn đang viết á. Đó, bạn viết lại. Rồi, rồi tương tự vậy. Nạp, nạp bằng cách có chữ 5 nghiệp nói gì nghe là khó đâu. Lần dạ quay lại nó các bạn thấy này. Đó, năm có được bằng cách lấy chữ 5 nè, anh ghép nối, ghép nối, ghép nối với hàm gì à, nó anh sẽ rửa được năm thứ bao nhiêu đó. Được chưa? Đó, rồi bây giờ mình đi tiếp nè. Nó xong rồi, các bạn tiếp tục nè. Người ta yêu cầu là gì đây?
tổng số hóa đơn. Nó anh ghi tắt là số hóa đơn đi. Có được bằng cách anh đếm cái mã hóa đơn. Đó, cái trường tiếp theo của anh có được đó là tổng tiền và tổng số hóa đơn. Tổng tiền. Tổng tiền thì anh bằng số lượng đem nhân cho đơn giá nha các bạn. Đó, anh run chạy. Được rồi, anh run chạy. Rồi, tổng số hóa đơn. Nó anh bằng mã hóa đơn. Run chạy. Rồi, đó các bạn thấy không? Người ta yêu cầu cái gì thì bạn lấy hết những cái đó ra giùm ngoài.